Xin kính chào toàn thể các bác. Lâu lắm rồi em mới về một ít củ bát chuyên dùng là các bác làm loa subwoofer. Đây là kiện hàng là 18 TNX4000. Con này rất nặng nhá. Một kiện này nó vào 21 kg. Nhưng mà một tay vẫn bê được. Đấy, bây giờ em sẽ mời anh đồng nghiệp anh cùng khui hàng ra cho các bác cùng xem đây nhá. Đấy, đây là một kiện bát 18 TNX4000. Đấy. Củ loa 18 inch từ 28 côn 125, công suất khởi chạy 1200, công suất chương trình 2400 và công suất đỉnh điểm tối đa chịu trong vòng 3 giây là 4800W trên một củ này. Củ này được sản xuất theo form của củ loa Precision đến từ Anh Quốc các bác nhé. Từ to côn lớn, chuyên cho các bác làm live show sự kiện tiệc cưới, yêu cầu công suất đánh lớn và lực đánh rất là mạnh, rất nặng đấy. Đấy. Gần như là một tay là không thể lên được, hai tay đấy. Ok, thì đây là củ bát nhá. Em mời các bác cùng xem này. Hơi ồn ào tí nhưng các bác không cản. 18 TNX4000 từ 28 côn 125. Khởi chạy là 1200, công suất chương trình là 2400 và công suất đỉnh điểm là 4800W trên củ này. Bởi vì hôm trước em xem lại trên website bên cung cấp này thì họ báo là không phải là 1000 đâu mà là 1200 đấy. Còn với một số anh em nào mà vui tính thì họ sẽ chém gió là 1500. Không có đâu, không có 1500 đâu, nó chỉ 1200 thôi. Khuyên dùng là 1200. Các bác cần đánh một con bát này căng là phải ít nhất là 1500 đến 1800W cơ bản để mà đánh căng được một con bát này nhá. Từ 28 côn 125, áp suất hơi trên màng này. Khối lượng cộng hưởng của cái màng này là 230 lít. Đấy. Các bác có một cái thùng khối lượng cộng hưởng khoang thùng là khoảng tầm 180 đến 250 lít là sẽ ra được cái chất của con này. Khối lượng thùng càng lớn thì nó sẽ ra được cái nhịp tần số đáp ứng càng êm và sâu. Đấy các bác nhé. Thì đây là mặt trước màng này là có nắp chắn bụi, tất cả màng đây đều là tráng bằng cái lớp keo nano chống nước hết. Đấy. Viền này, gân hai gân, vải tắm dầu. Đấy. Đây là các bác xem nhé. Ui giời ơi, nặng kinh khủng luôn. Đấy, rất là khổ. Một mình cái là khổ ngay, hai mình cái là không khổ tí nào. Đấy. Con này thì các bác xem thôi, nắp chấm rất là to. Đây. Cái mã này nhá, 18 TNX4000 QC Pass tem kiểm định. Con này thì chuyên cho các bác nào mà thích bạo lực nhưng mà yêu cầu công suất thực tải của con đẩy phải tầm từ 1800 đến 2200, đấy là tiêu chuẩn. Bởi vì công suất chương trình yêu cầu nó là 2400W. Liên tục trong vòng 8 giờ đồng hồ thì nó mới khói được con loa này. Đấy nhá. Công suất khởi chạy, các bác nhớ nhá, công suất khởi chạy là 1200W trên 8 ohm. Đánh liên tục trong vòng 10.000 giờ. Công suất chương trình là 2400W, đánh liên tục trong vòng 8 giờ. Và công suất đỉnh điểm tối đa chịu trong vòng 3 giây đó là 4800W trong vòng 3 giây peak. Và dây loa để mà dẫn và tải vào cái loa này ít nhất là dây 2.5. Ít nhất là dây nõi nhân 2.5. Đấy. 2.5 mm² trên một dây và một cọc. Hoặc là nếu mà các bác mà chịu chơi thì sử dụng dây 2x4.0 của Trần Phú cũng được. Không cứ nhất thiết là phải dây tiêu chuẩn audio đâu, dây cả dây điện được. Có miễn là tiếp diện tốt và nõi dây phải to thì nó mới đạt được cái hiệu suất cao. Thay vì là các bác sử dụng các loại dây như 1.5 thì vào con này nó không khai thác được hết đâu. Bên em thì vẫn sử dụng một số dòng thì em vẫn sử dụng là dây điện, đặc biệt là dây Trần Phú, thì nó sẽ tải vào một số dòng loa như này rất là tốt. Mỗi ngày một nâng cấp, mỗi ngày một chuyên sâu. Còn các bác hỏi cái bát này nó sẽ đi vào với cái thùng nào do bên em làm thì nó hợp nhất với B và C 218, B và C 218 SH, đó là súp kép hầm. Còn súp đơn thì nó sẽ đi cùng với SC 18. Nó không phù hợp với TH118 lắm. TH118 thì em có một cái dòng công suất lớn hơn nữa và khối lượng thể tích cộng hưởng màng nó khác con này. Đấy. Thì con ý cũng là từ 28 của 125 nhưng mà màng không có chống nước nhưng mà nặng hơn con này. Và công suất con đó là 1500 ở trên 8 ohm. Con này thì chuyên cho các bác nào mà thích B nặng nhưng mà không gãy nưng. Có 19 cân một cái bát.
nguyên tiện là 21 cân các bác nhé. Ok, giới thiệu sản phẩm lên đây. Các bác nào quan tâm thì liên hệ trực tiếp nhé. Giá của một cặp này hiện tại bên em đang bán và bao ship là 5.500.000 đồng một cặp bao ship các bác nhé. Từ 28 của 125. Mã sản phẩm là 18 TNX4000 từ 28 của 125. Công suất khởi chạy 1200, công suất chương trình 2400. Đằng sau nó có 2 4 6 8 cái nỗ tỏa nhiệt và một nỗ lớn để thoát gió cho côn, vai côn. Rất là to và cực kỳ nặng. Con này là vào 19 kg, hơn 19 kg một củ. Một củ bát này, tức là nôm na một đôi này là vào 38 kg. Đấy, 38 kg trên một đôi này. Các bác mà vận chuyển thì nó là như thế, khoảng tầm thế các bác nhá. Xương trông rất là gấu, hoành tráng, khủng bố, đại ca đại ca đại ca đại tẩu. Sắp tới thì em sẽ về thêm một số dòng củ bát súc mà chuyên dùng và đáp ứng tốt với những cái nhịp tần số êm và sâu. Con này thì vào các cái thùng mà khối lượng chỉ có 150 đến 180 là không được hợp lắm nhé. Từ 180 lít trở lên thì mới khai thác được khả năng trình diễn của bác này. Còn các bác mua về xong là nắp vào cái khối lượng thùng nhỏ, nó đánh không ra chất, đấy là việc của các bác tự chịu nhé. Bên em thì nắm rất chắc chắn về kỹ thuật chuyên môn nên là nói là nó sẽ chính xác, chính xác hơn rất nhiều so với anh em nào mà bán hàng theo kiểu là siêu chất đẳng cấp gấu quá đặc biệt thế này thế kia. Không, bên em nói thẳng luôn về chuyên môn kỹ thuật. Khi nắm vững về chuyên môn kỹ thuật, các bác làm cái gì nó cũng thành công. Còn nếu như theo kiểu là đẳng cấp, chất chơi, người rơi, rồi là hoành tráng, thích đau nưng, thích bạo lực cái gì gì đấy, đây chuyện bình thường. Đây nhá, cái này các bác sử dụng vào những cái thùng từ 180 lít đến 250 lít đổ về, khoảng tầm đó nó sẽ khai thác được tối đa khả năng trình diễn của cái bát súc này, được chưa? Đấy, còn những cái thùng khối lượng nó nhỏ hơn thì thôi, không sử dụng được đâu. Đấy. Đấy, ok. Xin kính chào toàn thể các bác, hẹn các bác trong những video clip lần sau.